người làm chương trình chúng tôi. Xin được thay lời trai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời thăm hỏi ân cần, một lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất ạ. Và thời khắc này đây, không để quý vị chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, xin trân trọng kính mời toàn thể hội trường chúng ta hãy cùng hướng nhìn của mình về với cánh cổng hoa, dành một tràng vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt để cùng chào đón các bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin mời chú rể Kiều Mạnh, cô dâu Thảo Vy hãy nở lên nụ cười xinh đẹp nhất của được tay trong tay để lên sân khấu tình yêu được ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Một nữa xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, đơn cô dâu khẩn trương hiện diện lên sân khấu tình yêu để được bên cạnh những người con yêu quý của mình được ra mắt từ toàn thể hội trường chúng ta. Xin được trân trọng kính mời về phía đại diện gia đình nhà trai, xin mời bố là Lò Văn Thiêm, mẹ là Lò Thị Vui. Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà gái, mẹ đặt cả Thị Thiệt cùng với các ông các bà đại diện cho gia đình, xin được bước lên sân khấu tình yêu được ra mắt từ toàn thể quý vị. Tiền nhân chung về nhà và giờ phút này xin trân trọng kính mời toàn thể hội trường chúng ta hãy cùng anh em của mình về với sân khấu tình yêu, cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình, cũng như chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể và toàn thể gia đình chúng tôi. Xin phép được cúi chào thật sâu ra mắt với toàn thể quý vị. Vâng, xin mời ạ, một tràng vỗ tay thật lớn quý vị để được chúc mừng ạ. Xin cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều. Chúng toàn thể quý vị có thể nói rằng một chút nắng, một chút gió và một chút hương vị của tình yêu đã cùng theo chân toàn thể quý vị trở về với khán phòng tình yêu của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát yêu và được yêu, bởi chính lẽ đó mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một nửa yêu thương của riêng mình. Tình yêu đó là bài thuốc nhiệm màu, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng của hai bạn trẻ theo quy luật tất yếu của tự nhiên, trai lớn dần vợ, gái lớn gả chồng, với sự nhất trí của hai bên gia đình, thì đến tháng 10 năm Quý Mão là một ngày lành tháng tốt được hai bên gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn trai con trẻ Kiều Mạnh và Thảo Vy tại bản Thông, xã Mường Thiêng, huyện Tân Thương của chúng ta. Và trước những giờ phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, chúng tôi xin phép được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Kiều Mạnh và Thảo Vy. Thảo Vy, Kiều Mạnh chính thức được bắt đầu ạ. Hãy cùng nào nổ vang lên tràng vỗ tay thật lớn để được chúc mừng nào quý vị ơi. Cảm ơn những chào các bạn đến với quý vị. Và chúc mừng các bạn trẻ của đang tham dự chương trình ngày hôm nay. Với các bạn có thể cũng rất thân mến và như vậy, hãy tăng tốc lên một tí, tăng tốc. Chúng ta thưa quý vị, các quý thân mến, và như vậy quả đúng rằng là lấy vợ lấy chồng thì không chỉ dừng lại dành chồng, còn cha còn mẹ còn ông còn bà, còn hàng đôi gai gần xa còn anh còn chị trong nhà với nhau. Với cao gốc mới nở cành xanh lá, đất có nguồn mới biển cả sông sâu, đất bạn trẻ hôm nay từ đâu mà có, đó là nhờ cố gắng sinh thành thể dục của các bậc làm cha làm mẹ. Do vấn đề thiên tình cảm lòng xót bên của hai bên gia đình đối với toàn thể quý vị toàn khách, thì ngay giây phút này đây xin trọng kính mời bác đại diện họ nhà trai, đó chính là người bố yêu quý Lò Văn Thiêm, cũng xin có đây lời phát biểu cảm ơn từ toàn thể quý vị. Xin trọng kính mời bác ạ. Thế nào này non con bé ơi, đó đang xuống khỏi ra vào đua quần áo tình bên mưa ở cửa nhắc về rau sòn này em cho cơ bản tờ mất rồi này em còn đang ngồi vẫn bánh ram ở nhắc là đua còn mất chồng mất thôi không có còn khỏi hai tuổi một cái cũng như trong nhà tổ chức bác cậu toàn ba tuần nay nói là cũng như trong chồng nó cũng phải lòng con bé ờ phải cảm ơn chủ mới tôm cũng khỏi đó phật hảo phật mình dân ta chém cái hai nó cũng phải lòng con bé cho ngủ cho cốt này đó. Vâng, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được lắng nghe lời phát biểu rất chân thành của bác đại diện họ nhà trai ngày hôm nay.
Vâng, cảm xúc thì có rất là nhiều nhưng cũng khó có thể nói hết được bằng lời. Một nữa chúng ta cũng xin phép được thay lời trai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn, cảm tạ những tình cảm yêu quý của toàn thể quý vị. Chúng ta không còn ngày đường xa xa xôi, cùng nhau trở về đây được tham dự chúc phúc cho đoàn trẻ của ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Kính chúc toàn thể quý vị thật vui vẻ trong năm mới trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cùng trở lại với câu chuyện tình yêu của đoàn trẻ thì phải nói rằng tình yêu của hai em thật là đẹp. Họ đã trải qua biết bao nhiêu năm đợi tháng chờ và niềm vui hạnh phúc bây giờ đã đây. Anh em nội ngoại đông tây cùng ba bè bạn về đây để chúc mừng. Đã yêu nhau thì kể cả nhà lá nhà tre, không phân biệt quần lính áo the sang dầu, yêu nhau nghe nón đội đầu sẽ được hạnh phúc bên nhau suốt đời, đúng không ạ? Và ngay giờ phút này đây sẽ trân trọng kính mời toàn thể hội trường chúng ta hãy cùng hướng anh của mình về với sân khấu tình yêu, để chúng ta cùng được chứng kiến những giây phút trao gửi yêu thương, những cấp bậc tình yêu hai bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau. Đó chính là cặp nhẫn cưới thiêng liêng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai em. Xin trân trọng kính mời các bạn trẻ hãy bước lên phía trước một bước đi ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Giờ phút này đây, xin trân trọng kính mời hai em hãy nở lên nụ cười hạnh phúc nhất, quay mặt vào nhau, hướng mắt vào nhau, trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và xin trân trọng kính mời chú rể ạ, để cùng thể hiện tình cảm chân thành hãy cùng quỳ một gối xuống để cùng đeo chiếc nhẫn tình nguyện thề của mình vào ngón tay áp út của cô dâu. Xin trân trọng kính mời em ạ. Vâng, xin mời chú rể sẽ đeo chiếc nhẫn tình của mình vào ngón tay. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, và đúng là nhẫn này thì anh tặng cho em. Ân trời đã định kết duyên chúng mình, trao em với tấm chân tình giờ đây hai đứa chúng mình có nhau. Vâng, xin mời cô dâu sẽ cùng đeo chiếc nhẫn tình của mình vào ngón tay áp út của chú rể đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và sau khi đeo chiếc nhẫn tình của mình xong, xin mời em hãy cùng quay mặt về với toàn thể quý vị, hãy cùng giơ đôi tay của mình lên đây ạ, để cho quý vị cũng được chứng kiến được rằng kể từ giờ phút này đây, các bạn trẻ của chúng ta là chính thức nên vợ thành chồng. Họ sẽ có được về chung sống một nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông. Một tràng tay thật lớn của quý vị để chúc mừng cho hai đôi trẻ trong ngày hôm nay nào quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin mời em cùng trở về vị trí của mình ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, trong ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ, những đứng trên thành dân dục, các ông các bà hay các chị cũng sẽ có những món quà giá trị nghe nhất dành tặng trai con trong ngày vui ngày hôm nay. Vâng, và món quà đầu tiên chúng tôi xin phép được vinh danh món quà đến từ những người thân sinh ra chú rể yêu quý của chúng ta. Xin trân trọng kính mời bố mẹ, xin mời mẹ hãy cùng bước lên để gửi trao món quà giá trị nghe nhất của mình dành trai con trong ngày vui hạnh phúc trọn đại này. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi có sự trân trọng kính mời sự chuẩn bị của những món quà của các ông, các bà, ông nội của chú rể, bác Huy Toán, bác Quỳnh Duân, Nguyễn Dung, Hoàng Toàn, Vi Toàn, Lâm Dung, Anh Cường, Huynh Mẩn. Hãy cùng chuẩn bị những món quà của mình tiến bước về gần sân khấu tình yêu mấy phút nữa để đảm bảo thời lượng chương trình. Chúng tôi sẽ được kính mời lên sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Thật sự các bạn đã được chứng kiến niềm vui niềm hạnh phúc của đời gia đình hạnh phúc của chúng tôi và món quà giá trị nghĩa của người mẹ yêu quý của chú rể ngày hôm nay. Và giờ phút này sẽ là trân trọng kính mời người ông nội yêu quý của chú rể hãy nở lên nụ cười hạnh phúc nhất, vui mừng nhất, tiến bước lên sân khấu tình yêu để gửi trao món quà giá trị nghĩa nhất của mình cho hai cháu yêu trong ngày vui ngày hôm nay. Sẽ là trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa quý vị, các quý thân mến, nhà Phật thì có câu nói rằng nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời đồng lòng thì không phủ kín công cha, cần tạo sớm hơn. Vâng, xin mời ông ạ. Mẹ nuôi con lớn mang cả tấm thân gầy, cha che chở đứa con. Xin trân trọng kính mời ông hãy cùng mẹ gửi trao món quà của mình cho hai cháu yêu trong ngày vui ngày hôm nay ạ. Quý vị khách quý thân mến, chúng ta được chứng kiến và xin mời các ông các bà hãy cùng gửi trao món quà giá trị nhất của mình dành cho hai cháu trong ngày vui ngày hôm nay ạ. Chúng ta được chứng kiến món quà của người ông nội yêu quý của chú rể chúng ta bằng tình cảm thân thương, tình cảm chân thành. Ông bà đã dành dụm và cùng chờ đợi cháu yêu đến ngày sừng vợ gả chồng. Quả đúng rất là đời hạnh phúc khi có em bên cạnh, chọn niềm vui khi còn mẹ còn cha, rồi đây chung sống một nhà nghĩa tình tròn vẹn chan hòa yêu thương, đúng không ạ? Và với mái tóc của người bố, người mẹ, người ông, người bà đã điểm bạc, nhuộm màu sương gió, ngày hôm nay tình yêu và niềm hạnh phúc đã được đong đầy. Mong rằng các con hãy sống thật xứng đáng, sống đúng với đạo lý của Sao Hiền và Dề Thảo, đúng không ạ? Thưa quý vị, cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta được chứng kiến những món quà của gia đình bác Huy Toán, gia đình bác Quỳnh Duân,
gia đình chú Nguyễn Dung cũng rất là trân trọng và cảm ơn rất nhiều. Xin trân trọng kính mời gia đình chú Hoàng Toàn, chú Vi Toàn, cậu Lâm Dung, cậu Anh Cường, bác Huynh Mặn cùng bước lên sân khấu đi ạ. Vâng, và như vậy rất nhiều những tình cảm thân thương, những tình cảm yêu quý đang được dành cho đôi bạn trẻ của ta trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Quả đúng rằng là vâng, xin mời ạ. Những khoảnh khắc yêu thương, những phút giây ngọt ngào hạnh phúc đang được diễn ra trên sân khấu tình yêu của gia đình. Quả đúng rất là quà này thì mẹ để trong nhà, để khi con cưới làm quà tặng con. Món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để hai đứa nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài mẹ vui đâu ạ. Xin được chúc mừng đôi bạn trẻ, xin được cảm ơn những tình cảm thân thương của các bác, các ông, các chú dành cho hai con trong ngày vui ngày hôm nay. Vâng, toàn thể quý vị chúng ta được chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc của đại gia đình bằng những tình cảm thân thương, những tình cảm chân thành yêu quý dành cho hai đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày vui hạnh phúc trọn đại ngày hôm nay bằng những món quà rất là ý nghĩa và giá trị đúng không ạ? Xin được chúc mừng đôi bạn trẻ của chúng ta, xin được cảm ơn những tình cảm yêu quý của các ông các bà rất nhiều. Và kính chúc toàn thể quý vị ơi, gia đình của chúng tôi thì tặng bạc tặng vàng. Và quý vị chúng ta tặng một tràng với tay thật lớn đúng không ạ? Một tràng với tay thật lớn để chúc mừng gia đình hạnh phúc của tôi ngày hôm nay nha. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, các bạn thân mến và cùng nhau trở lại với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ. Phải rằng tình yêu của hai em thật là đẹp. Nếu thế giới không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, bởi lẽ tình yêu là chân lý, là đế sống của mọi thế hệ và mọi thời đại. Và giờ phút này đây, xin trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy nở lên nụ cười xinh tươi nhất, tiến chân đến để cùng đồng hành với những nhà chiếc bánh gato để hai em sẽ cùng nhau được chia ngọt sẻ vui, ăn lên với những miếng bánh đầu tiên trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời hai em ạ. Xin mời hai em. Kính mời đây bạn trẻ của chúng ta hãy cùng nhau nở lên nụ cười xinh tươi nhất, cùng lập tay trong tay thắp lên với những bánh đầu tiên để cùng nhau được chia ngọt sẻ vui. Xin được trân trọng kính mời hai em ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, với chiếc bánh tình yêu một màu trắng thuần khiết trong trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, họ chính thức được đón nhau về, được thỏa nổi những ước mong, sẽ cùng nhau được chung xây mái ấm gia đình hạnh phúc đúng không ạ? Đúng là trái chiều cho nắng ngoài sân, ngày hôm nay thật sự anh đã cưới được nàng, và bánh này thì ngọt thiết ngọt tràng, toàn viên chúc phúc họ hàng chia vui. Một tràng rất là lớn của quý vị để chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu của bạn trẻ thì được ví như những dòng suối, được ví như những con thuyền tình để cho các bạn trẻ trở lại về mái ấm gia đình của tình thương, về đất đô đại của tình ấy. Giờ phút này xin mời em cùng tiếp tục được tiến bước sang để cùng đồng hành với đề tháp rượu của tình yêu, để em chúc được tay trong tay rót tràn phát đề rượu tình yêu và hạnh phúc của hai em. Và xin trân trọng kính mời, xin mời chủ rể kiều mạnh của chúng ta, bằng sức mạnh tình yêu của mình, bằng bàn tay khéo léo của mình, hãy bật lên với chai champagne đầu tiên. Xin trân trọng kính mời em ạ. Hãy xé tem ra đi ạ. Vâng, xin mời chú rể sẽ bỏ chiếc khóa ra và lắp thật mạnh chai rượu tình yêu của mình. Vâng, sẽ lắp thật mạnh chai rượu tình yêu, cẩn thận đắp chai bắn vào người nha em nhá. Lắp đi ạ, lắp và cẩn thận đắp chai bắn vào người ạ. Vâng, rất tuyệt vời, hãy bật đắp chai champagne lên em ơi. Bật lên ạ. Thật tuyệt vời, và như vậy tiếng nổ của chai champagne đã vang lên. Báo hiệu cho một chiếc mến bay về đàn tổ, báo hiệu cho tình yêu của bạn trẻ được chấp cánh như mơ. Xin mời hai em sẽ cùng lập tay trong tay rót tràn thắt liệt tình yêu và hạnh phúc của hai em. Xin mời toàn thể quý vị cùng hướng ánh nhìn của mình với cô dâu và chú rể. Như vậy thắt liệt sẽ được cô dâu và chú rể của chúng ta rót ra ngọt sữa hồng đang tuôn chảy trong bản xương lung linh chấm tóc và huyền ảo. Xin nổ tiếng chào với tất cả lớn của quý vị nữa để được chúc mừng nào quý vị ơi. Thank you.
Vâng, xin mời chú rể bật lên và chai champagne thứ hai đi ạ. Tiếp tục rất chào các đại diện cùng hạnh phúc của hai em. Và để bật lên, tiếp tục rất chào các đại diện cùng hạnh phúc của hai em đã. Kính thưa toàn thể quý vị, màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim. Và màu hồng đó sẽ chảy mãi trong cuộc sống ấm no hạnh phúc của hai em. Vâng, xin mời em rót ra và tiếng chiếc chén ở phía dưới đi ạ. Xin chào quý vị. Và kể từ giờ phút này đây, đôi bạn trẻ của chúng ta là chính thức nên vợ thành chồng. Họ sẽ bắt đầu về chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, đúng không ạ? Xin được chúc mừng hai em. Và kính thưa quý vị, với đạo đức của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, để thể hiện lòng kính trọng biết ơn của hai con đối với các bậc cha mẹ của mình. Ngay giờ phút này, xin trân trọng kính mời chú rể sẽ kính lên hai ly rượu để kính Vâng, xin chào kính mời người mẹ yêu quý của cô dâu, hãy cùng một lần nữa khởi thân bước lên sân khấu để đón nhận đại tình cảm thân thương của hai con yêu trong ngày vui ngày hôm nay nha. Xin chào kính mời mẹ ạ, mẹ ơi cùng bước lên sân khấu để đón nhận đại tình cảm yêu quý của hai con trong ngày vui ngày hôm nay ạ. Về đón nhận đấy nha, tình cảm yêu quý và một chén rượu mừng cùng với hai con trong ngày vui ngày hôm nay. Đây là một nghi thức không thể thiếu được trong ngày cưới hỏi của dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng kính mời chú rể sẽ kính lên hai ly rượu để kính bố mẹ vợ của mình, những người đại diện cho gia đình vợ của mình. Tôi xin trân trọng kính mời cô dâu thì đơn hai ly rượu để kính bố mẹ chồng của mình. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời bố mẹ hãy cứ đón nhận lấy tình cảm thân thương của hai con yêu. Và giờ phút này hai ly rượu còn lại xin mời hai em cầm lấy và cùng trở về vị trí của mình. Xin trân trọng kính mời. Đấy, quý vị thân mến, và ngay giờ phút này đây, xin trân trọng kính mời đôi bạn trẻ, hai em hãy bước lên phía trước một bước đi ạ. Xin chào các em, hãy bước lên phía trước một bước ạ. Hãy cùng một lần nữa nở lên nụ cười hạnh phúc nhất, quay mặt vào nhau, hướng mắt vào nhau để được góp cánh tay yêu thương của mình, được thực hiện nghi thức nhấp rượu ra bôi trước sự chứng kiến của thầy của Vy ạ. Hãy góp cánh tay yêu thương của mình đi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời các thầy hỗ trợ cho ta cùng ngỡ nhìn của mình với cô dâu và chú rể. Xin nổ nhớ chào tất thật lớn để được chúc mừng nào của Vy ơi. Vâng, xin mời. Hãy cùng cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ được sống bên nhau trăm năm hạnh phúc, cho dù sông có cạn, núi có mòn, tình yêu của hai em muôn đời không bao giờ thay đổi nha. Chào chúc mừng hai em. Và xin mời đại gia đình ta chúc mừng cha theo tình cảm chân thành nhất, cùng cùng ly với nhau đi ạ. Cùng cùng ly với cô dâu và chú rể. Vâng, hai bên gia đình bước lên đi ạ. Chúng ta sẽ cùng đứng thành hình chữ V để cho nhà quay camera nhà nhiếp ảnh ra ghi lại hình ảnh đẹp nhất, tuyệt vời nhất của gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và đám đầy quý vị ơi, chúng ta cùng nhau trở về đây để chúng ta cùng nhau được vui mừng, được chúc mừng, được chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau uống một chén rượu mừng nhé quý vị nha, để cùng chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Hãy rót thật đầy ly rượu của mình được không quý vị ơi? Rót thật đầy chén rượu của mình nha. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và xin được phép làm phiền quý vị một chút được không quý vị ơi? Hãy cùng nhau khởi thân đứng dậy, đồng loạt đứng dậy để cùng chúc hạnh phúc cho bạn trẻ chúng ta được hạnh phúc trăm năm bằng một chén rượu mừng nào cả nhà mình ơi. Pin nào tới cửa nó sẽ mãi xem mấy cái đầu cho phúc chúng mình là loài án hắn sẽ qua cho mẹ ơi. Một nắp pin nào hơn ơi. Vâng, xin mời các bạn quý vị hãy cùng nâng thật cao chén rượu của mình lên được không ạ? Nâng thật cao chén rượu lên nào. Đại diện chúng ta cùng nâng thật cao để mời toàn thể quý vị đã. Cao chưa quý vị ơi? Chưa thấy cao mới nào, cao hơn nữa đi nào. Quý vị ơi, cả nhà mình ơi, trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 2, 3, 2, 3, 2, 3, uống 2, 3, chúc mừng hạnh phúc đúng không ạ? Xin mời toàn thể quý vị. Chia chúc cho cô dâu và chú rể sẽ có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, mặc đầu nghĩa phu thê. Lễ ra mắt của hai em xin phép được khép lại tại đây. Giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ cùng về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Hãy tiến chân đến từng bàn tiệc rượu để được cảm ơn tấm chân tình toàn thể quý vị cùng trở về đây với đại gia đình thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.